Mỗi người là một cá thể riêng biệt, vì thế giá trị sống cũng mang tính cá nhân, không phải giá trị sống của mọi người đều giống nhau. Tuy nhiên, theo các tổ chức giáo dục về giá trị sống quốc tế và Việt Nam, thì có 12 giá trị sống dưới đây có tính chất phổ quát trên toàn thế giới. Hòa bình. Khi chiến tranh kết thúc thì hòa bình đến, và nếu mỗi người đều cảm thấy bình yên trong lòng thì hòa bình sẽ tràn ngập khắp hành tinh. Hòa bình khi mỗi người có sự bình yên. Thanh bình không phải là không có sóng gió, mà chính là giữ được sự an bình giữa sự hỗn loạn. Và bình an có được khi mọi người tin tưởng, có tình cảm và ước muốn, và giữ cho tất cả sự trong sáng. Tôn trọng. Con người được sinh ra vốn bình đẳng và một phần lòng tự trọng, là biết các phẩm chất của mình. Tôn trọng bản thân là hạt giống để tự tin lớn dần. Khi đã tôn trọng bản thân, ta sẽ dễ dàng tôn trọng người khác. Nhận biết giá trị của bản thân và của mọi người là cách để ta nhận được sự tôn trọng của tất cả. Yêu thương. Tình yêu là nền tảng vững chắc để tạo dựng và bảo vệ các mối quan hệ chân thành. Và yêu thương có nghĩa là tôi có thể trở thành người tử tế, biết quan tâm và thông hiểu người khác. Yêu thương là dành tình cảm và nhìn nhận mọi người tích cực hơn. Khoan dung. Khoan dung là một đức tính đẹp, là sự cởi mở và nhận ra vẻ đẹp của những điều khác biệt. Khoan dung là biết cho đi, làm lòng nhẹ nhàng hơn và thanh thản tiếp tục bước đi. Luôn nhìn thấy những điều tích cực. Người nhận ra những giá trị tốt đẹp ở người khác, trân trọng và nhìn thấy những điều tích cực trong mọi tình huống sẽ là người có tấm lòng khoan dung. Trung thực. Trung thực với bản thân và với tất cả mọi người ở bất cứ hoàn cảnh nào là chúng ta đang giao ra niềm tin cho người khác và đáng nhận được sự tôn trọng, tin yêu của mọi người. Trung thực làm cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Đôi khi, lòng tham là gốc rễ, làm mất đi sự trung thực của bạn. Khiêm tốn. Khiêm tốn là giá trị của con người trở nên tốt đẹp, giúp bản thân trở nên tuyệt vời hơn trong mắt và trái tim của người khác. Khiêm tốn cho phép bản thân ta trưởng thành với phẩm giá chính trực mà không cần bằng chứng để thể hiện thông qua mỗi hành động của bạn mà mọi người có thể nhận ra. Hợp tác. Tinh thần hợp tác trong công việc nhóm vì mục đích chung. Người có sự hợp tác luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với mọi người. Trong hợp tác, đôi khi cần đưa ra ý tưởng, nhưng cũng có lúc phải gác lại ý tưởng của mình. Có những lúc ta phải giữ vai trò lãnh đạo, nhưng cũng có lúc ta phải đi theo. Hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với ai khi có niềm vui và tràn ngập hy vọng. Hạnh phúc khi yêu thương và có niềm tin. Tâm hồn bình yên, giàu lòng yêu thương thì hạnh phúc sẽ luôn trào dâng. Khi ta mong muốn những điều tốt đẹp nhất với người khác, bạn sẽ thấy hạnh phúc luôn trong tim mình. Trách nhiệm. Chúng ta muốn được sống hòa bình, chúng ta phải có trách nhiệm sống bình yên. Người có trách nhiệm luôn sẵn sàng góp sức cho công việc chung, chứ không phải bị ràng buộc. Họ luôn là người biết thế nào là công bằng và thấy rằng mỗi người đều nhận được phần của mình. Giản dị. Giản dị là cách sống đơn giản, không cầu kỳ. Biết trân trọng những điều nhỏ bé, bình thường. Giản dị giúp ta biết được những chi tiêu không cần thiết, nhận ra các nhu cầu cơ bản của chúng ta cần được đáp ứng để có cuộc sống thoải mái mà không phải sống quá thừa thãi. Giản dị làm giá trị con người đẹp một cách bình dị, dễ gần. Tự do. Tự do là cho phép mình làm những điều mình muốn, bất cứ gì, gặp bất cứ ai tôi muốn. Nhưng có thể đây sẽ dẫn dắt con người lạm dụng sự tự do theo bản năng mà không suy nghĩ. Sống tự do với tinh thần, trách nhiệm và lương tâm. Chúng ta có tự do khi cân bằng được với trách nhiệm và với lương tâm. Đoàn kết. Đoàn kết, một giá trị cao cả, đó là tinh thần hợp tác, nâng cao nhiệt tình và làm cho bầu không khí trở nên thân thiện. Tinh thần đoàn kết giúp nhiệm vụ khó khăn cũng trở nên dễ dàng. Đoàn kết dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Vì thế, nếu có sự thiếu tôn trọng thì mối quan hệ này sẽ đổ vỡ. Bỏ đi những hành động gây ảnh hưởng đến sự tôn trọng như phê bình, chỉ trích, cản trở để mọi việc trở nên tốt đẹp hơn.